Và một cái lễ này có một vị Phật tử cúng dường thắp lên 1 triệu ngọn nến để cúng dường cho Tam Bảo và cầu cho quốc thế dân an trong thời gian dịch bệnh. Vâng, trong buổi tối hôm nay mình sẽ viếng chùa Phật lớn. Và một ngôi chùa này được có một cái thời gian rất lâu được xây dựng, tức là năm 1912, trên đỉnh núi so với mặt đất biển chiều cao 526 m. Và có một tượng Phật trong chùa thì chiều cao 1m8, và thời điểm đó là pho tượng này là lớn nhất cho nên gọi là chùa Phật lớn. Và đến năm 1914, và hôm nay thì chúng ta đến một cái ngôi chùa cũng chiều dài với Phật giáo rất lâu. Và đến tháng 7 năm 2008, khu chánh điện. Và ngôi chùa này được xây dựng ở tại khu vực xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trầm mặt phía đối diện chúng ta, tức là chùa Vạn Linh. Chút nữa Thanh Hậu sẽ cùng quý vị đến chùa Vạn Linh. Rồi, mình sẽ đến chùa Phật lớn quý vị. Tuy nhiên ban đêm nhưng mà khách thập phương đi viếng chùa rất là đông. Tất cả quý vị Phật tử đều đổ xô về đây. Đặc biệt hơn nữa là sắp một cái đèn loại đèn đồ của nước Việt Nam. Mà rất đẹp quý vị ơi. Đây là một cái đèn của bản đồ đó nước Việt Nam chúng ta. Cầu cho nó là cái 11 ước mơ của thầy sớm hoàn thành, sớm hoàn thành trong đời này. Đây là một cái phước báo lớn mà thầy đã là cho nó là tất cả là anh em chúng con được cùng với thầy là đốt 1 triệu ngọn nến này để là cầu cho tất cả những gì mà là cái ước nguyện của thầy. Đây là chánh điện của chùa Phật lớn đó quý vị. Sau khi là 9 tháng thì gặp đau thầy em bản thân, thì đây là một cái duyên lành ngày hôm nay chúng con đã là tụ tập tại là chùa Phật lớn cùng với tất cả tượng rất là uy nghi đã đến là giữ cái lễ này. Và cũng xin thưa với thầy, đây là một cái và bên cạnh cái chùa Phật lớn và tượng Phật Di Lặc, và chính giữa là một bờ hồ, hồ Thủy Liêm, 60.000 mét khối nước. Nơi khu vực này gọi là ấp Dồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cái hồ rất đẹp đó quý vị. Thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Tịnh để xây dựng ngôi chùa này. Vậy là ngày 6 tháng 8 âm lịch năm 1995, chùa Vạn Linh được khởi công. Và đến ngày 24 tháng 11 âm lịch năm 2003, lễ an vị tượng Phật Tổ.
Dạ, quý vị mình sẽ đi đến chùa Vạn Linh. Có ba cái tháp rất cao. Quý vị thấy trên tháp đó có những viên xá lợi. Chùa Vạn Linh. Cái nè. Cú cái nè. Thỏ ơi, thỏ. Thỏ ơi. Rồi nó chạy ngoài luôn. Đó. Thỏ ơi, thỏ. Nè củ cải nè, có củ cải nè. Nè củ cải đây, củ cải đây. Nè cũng trở về cái nơi để khu vực này tất cả mọi người đều trở về niệm Phật trên núi, cho nên những loài thỏ sau khi ta đem thả rồi thì nó không có đi, tức là nó quanh quẩn đâu đây để có người bảo vệ nó. Và mỗi buổi chiều đến giờ công phu thì nó gom về rất là đông. Cho nên Đức Thầy nói là thú vật biết tu hành náo nức đó quý vị. Và những anh em ở đây có nói rằng là có những loại trăng rất lớn cũng trở về. Mình đang dạ đây là thỏ thỏ con nữa quý vị. Dạ đây là thỏ con. Dạ quý vị mình nhìn thấy không, thấy thỏ nó đang ăn củ cải không quý vị. Dạ rồi, sau khi chúng tôi được hay anh em trở về đây nói rằng là những loại thỏ trở về những nơi của quý vị tu hành nó ở thì những người đem lên đây ta thả, sau khi thả thì nó cũng không đi. Và những con trăng rất lớn, nhưng mà bữa nay thì mình chưa có thấy được những con trăng đó. Không sợ sệt gì hết nha quý vị, rất là dạng. Anh biết người tu và rất là dạng luôn. Rồi, ăn ngon nha. Ăn củ cải bên đây cái đi. Thấy nè. Ăn củ cải này đi. Đây thì cũng là một chuyện lạ, tại vì nếu nói về loại thỏ thì nó rất là nhát, tức là nó nhát như thỏ. Gặp người là phải đi phải chạy, nhưng mà ở khu vực này thì tất cả những người tu ở chung quanh nơi này, cho nên nó biết có người bảo vệ. Và cũng như năm 1936 chứ, 36 thì cò ở đâu nó về sau khi cái vườn tre rất là đông. Thì sau đó ông cả không cho người vào đây để săn bắt. Vậy mà cò nó biết là nó biết được ở đây có người bảo vệ, nó về rất là đông. Thì 3 năm sau, năm 1939 thì lúc đó Đức Thầy mới ra đời dạy đạo, thì con cò nó biết trước 3 năm sẽ có người vị Phật ra đời để bảo vệ cuộc sống nó, cho nên nó trở về đây.
thỏ ăn quá thấy cân luôn. Tại vì thời mạt pháp này Đức Thầy nói rằng là dầu tiên và ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về đây an dưỡng, chỉ một tiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ với cuộc luân hồi. Thì tất cả những loài con vật thì nó cũng biết tìm để sống, nó cũng biết người bảo vệ chở che. Thì quý vị mình thấy. Vâng, thưa quý vị, lời nói đầu tiên thành hậu buổi sáng hôm nay xin chân thành kính đến quý vị lời chào thân ái và sự biết ơn sâu đậm nhất. Và bên cạnh thì xin kính chúc quý vị một ngày mới được thân khỏe tâm an, thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm nhân thành, tấn tài tấn lợi tấn bình an, tấn tu tấn tiến tấn sang niết bàn. Hôm nay thành hậu sẽ dẫn quý vị đến một cái nơi rất là đặc biệt, tức là nơi đó có những cái loại thỏ trăng, rồi những loại rắn, những người ta phóng sanh nơi khu vực khác đều nó quy tụ trở về đây. Tại vì nó biết là nơi khu vực này sẽ có người bảo vệ nó. Vậy mời quý vị cùng với chúng tôi sẽ băng qua những cánh rừng, những hốc đá và sẽ đến nơi khu vực của những quý vị ẩn tu ở trên núi Thiên Cẩm Sơn này. Và bên cạnh thì những con vật đó đều nó trở về đây, những buổi công phu của những vị tu sĩ thì nó vẫn trở về để nó cũng nhiếp tâm, cũng biết tu hành. Tại vì tánh linh và người vật vẫn đồng, tuy không biết nói nhưng lòng biết nghe. Vậy mời quý vị cùng với chúng tôi sẽ đi. Dạ đây, tức là những cái vách đá treo leo dưới những con đường rừng rậm ngoằn ngoèo. Nếu quý vị có thỏ, thỏ thỏ bự quá. Dạ chứ. Con đó rất là. Ừ, quá. Nào lên đem củ cải nhiều nhiều lên em được. Ồ thỏ. Yeah, quá. Ồ quá nhiều luôn, bởi vì bên kia thấy có một con một à. Chạy thỏ ơi. Có tôi. Ui ăn gì con? Khoai lang hả? Ừ, ăn dễ thương quá quý vị ơi. Đây, một con thỏ. Má. Trên kia nữa. Dạ, thỏ quá nhiều quý vị ơi. Đó. Thỏ ăn gì chưa con? Ăn gì chưa? Ngồi để buồn hiu vậy nè. Ăn gì chưa? Buồn dữ vậy. Rồi nằm im cu buồn hiu đây. Rồi mình đang đi tìm những cái con thỏ nữa quý vị ơi. Sẽ đến Thiên Cẩm Sơn nha, một cái vùng núi rất linh thiêng. Và vùng núi đây bên đây thì những con thỏ rất nhiều, đều những vách đá, những hang núi, hang đá. Thì trong buổi sáng là một cái cảnh hết sức là đẹp, với một không khí trong lành, mát mẻ. Ngoan quá, ngoan rồi. Đi đi lấy củ cải qua cho ăn ha, đi. Đi qua đây là lấy củ cải qua cho ăn. Đi lấy củ cải qua cho ăn nha. Chạy theo luôn nè quý vị. Mình đi chạy theo luôn. Đây, đi một quá trình tìm kiếm lại những cái con vật thiên nhiên. Đó, đây là một con thỏ. Một con thỏ bông. Đây, củ cải đây con. À, củ cải nè, ăn củ cải đi. Đó. Ừ, anh đã gặp củ cải rồi. Quá dễ thương quá vậy ơi. Đây là một con thỏ rất bự. Đó. Tại vì nếu mà ra ngoài
đó, thì sẽ bị điểm ở đây khoảng 10 con á. Vậy đó hả? Ờ. Dạng quá dạng luôn rồi. Đi được cuốn cút với gừng nó chạy tầm lum. Dạ. Dạ. Đây, tại vì nó biết nó vô đây thì nó sẽ sống được an toàn. Còn nếu ra ngoài thì sẽ bị thú dữ ăn thịt nó, cho nên nó trở về đây. Đó, nhờ những khách đến để giếng mà ít ít người biết không có gì à. Rất ít người biết. Thì giống như con người, nếu mình buông xả ra ngoài với cuộc đời thì nó rất là khổ, nó vào cái khuôn khổ, vào cửa đạo thì sẽ sống sót. Một là sống sót về thể xác chúng ta, và thứ hai là sống sót về tâm linh. Tại vì bị vào đây, tuy rằng cuộc sống thì nó không có được thiên nhiên giống như ở trong rừng sâu, đây nó ra ngoài rừng thì cuộc sống thì cũng tạm là ổn, nhưng mà rất là an toàn. Tại sống với toàn bộ những cái con vật hiền lành, những loài bạn bè nó rất là hiền lành. Đó, quý vị thấy giống như một cái người đời thì họ sống với cuộc sống nếu bên ngoài bon chen rồi hơn thua đủ điều thì họ sẽ đau khổ. Đó, thì bước vào một con đường đạo thì nó an vui tự tại, sống với những người đạo thì nó không có lường gạt. Đó, rồi nó rất là thật thà, nó trái hẳn lại với bên ngoài, thế giới bên ngoài thì rất bon chen, rất là đau khổ. Ở đây cuộc sống thì quý vị thấy rất là an nhiên ha. Thôi mình tạm biệt anh thỏ này nha. À, đi cho con khúc thôi, đi tìm thỏ kia cho nó ăn thêm nữa nha. Rồi cho con một khúc. Dạ, mình sẽ đi tìm một anh thỏ khác để cho anh thỏ này nó ăn quý vị. Đây anh thỏ này hình như chắc đói bụng lắm đây. Nè thỏ, ý dạ, ý dạ. Thỏ này già quá quý vị ơi. Ờ, đây củ cải đây. Ờ, quẹo lỗ tai luôn, lỗ tai cho quẹo ne vậy nè. Anh thỏ này đói bụng quá, ăn quá ăn. Sao bị thương cái lỗ tai rồi. Đây là trên vùng núi Thiên Cẩm Sơn nha quý vị. À, một cái vùng núi rất linh thiêng, một vùng núi sẽ bảo vệ và che chở tất cả những loài thú nào biết tu mà trở về đây. Thôi con ăn củ bự đi nè, con ăn củ bự đi, đưa củ nhỏ cho con thỏ kia nè. Đó, củ này đi. Rồi ở đây một em đó nghe, cho em luôn. Sẽ đi tìm một em thỏ con. À, một em thỏ con. Thỏ con nãy chạy theo mình là thỏ ơi, thỏ, thỏ ơi. Thỏ con đâu rồi? Quýt, 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 quýt. Đi đi, theo đây nè cho ăn nè. Đây chia trong miếng nè, đi, chạy theo rồi quý vị. Đó, nó chạy theo. Đi, qua đây nè. Qua đây, qua đây. Đi xuống đây. Bây giờ chia lại cho anh thỏ này một khúc đi. Chia sớt nhau nha. Mình ăn chắc ăn không hết con. Không hết của cải này đâu. À. Rồi, đây nè, đây nè. Mình đã chia. Mình đã chia con cái thỏ kia một khúc củ cải. Đây, đây, củ cải đây. Nè. Đây, à, dễ thương nha. Rồi ăn đi. Thôi thì vừa qua chúng tôi đã tìm lại những cái nơi mà những cái con vật được sống cũng bình yên. Thì thôi trước khi Thành Hậu chia tay để đi tìm một cái nơi khác thì Thành Hậu xin kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe nha. Nhớ bấm kênh Thành Hậu Cư Sĩ, và sẽ Thành Hậu sẽ quay nhiều clip hay hơn và đặc biệt hơn, có những chuyện lạ hơn. Và kính chào quý vị và Nam Mô A Di Đà Phật.